con đem mấy lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc thăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato, Ngài là bậc arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Phật đăng Saranam Gacchami, con nên mới lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con nên mới lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con nên mới lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam Vibhudang Saranam Gacchami, con nên mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam Vibhudang Saranam Gacchami, con nên mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam bi sanghang saranam gacchami, con hãy mới lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami, con hãy mới lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami, con hãy mới lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami, con hãy mới lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Duttiyampi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyam pi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sanghang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sarana ca năng paripun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banati bata veramani sikha banang samayami, con xin quý dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Brahmacharya veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự thông dâm. Musawada veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura merayamachapamadathana veramani sikha badang samayami, con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Vikalapusana veramani sikha badang samayami,
Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nát chay gì ta qua đi ta đi su ca đa sa na ma la gan tha bi đề bi tha an tha ra na man đa na vi u sa na tha na we ra ma ni sa kha ba năng sa ma đi ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa thổi càng đờn, xem múa hát nghe đờn càng trang điểm, thoa vực thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Úc cha sẽ như là ma ha sẽ như là quê ra ma ni sẽ kha và đăng sa ma ya mi. Con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quên xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự trộm cắp. Aprahmacharya viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự thông dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự nói dối. Suramiraya macha pamatathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Vì cả hồ chán là về Ramani Sika Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự ăn sái giờ. Nạc cha ghi ta và đi ta vì su ca đa sa na ma la gan tha vi lê pa na ta ra na man đa na vi pu sa na tha na Viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm, thoa vợt thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Ukcha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi chân xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. I mang a thang ga samana ga tang buddha pa nhân tang u po sa thang i man cha ra ting i man cha di va sang samma deva apira khi tung samadhiyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch chọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống hành để rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Imani atasi khabadane uposasi valasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa apmamadena sammar kitapang. Chư thiện tin nên thọ trì và quan trai giới trong ngày nay và đêm nay, không nên dễ vui. Amaphantesa xin vâng. Silena sugatan yanti silena phogas sam bát si la ni ni po tan yen ti ta sma si lang so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy bát quan trai giới đến nào Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tùng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc,
Nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Nhà kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh cả trì quý giới và đến giờ kể kim nay ta sẽ kể lại bài kinh pháp cú số 182 mà học ngày thứ hai vừa qua. Và để thay mặt đại chúng trong room, con xin được cả cung thỉnh đại đức tuệ nhấn xung phong ơn lại bài pháp cú số 182, sau đó kính cung thỉnh đại đức tuệ đức và các quý tu nữ tề cô tề duyên cúi ở như và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, cả kính cung thỉnh đại đức tuệ nhấn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, dạ nghe rõ. Dạ hôm nay chúng ta học câu kệ số 182 phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Một tuần nữa lại trôi đi phải không? Bây giờ chúng con xin ngâm câu kệ số 182. Kicho manu sapatina tinafo kichang macha na chiwitang kichang satham manasavang kicho buddha namubbaung kicho manu sapatinafo kichang macha na chiwitang kichang satham masawanang kicho buddha namubbaung kicho manu sapatinafo kichang macha na chiwitang kichang satham masawanang kicho buddha namubbaung. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Thật là tiếc, bởi vì Zoom này chỉ có được giảng mỗi pháp cú thôi. Phải chi mà được giảng nhiều những cái đề tài để đem những cái diệu pháp của Đức Phật vào nữa thì nó tuyệt diệu quá. Thôi nhưng mà vậy cũng được. Chúng con sẽ cố gắng và sư sẽ cố gắng đem đến cái diệu pháp của Đức Phật để chúng ta thấy được tất cả những cái gì trong đời sống hàng ngày chúng chỉ là các pháp, như là pháp vô ký, pháp nhân, pháp quả, rồi là pháp bất thiện, để cho chúng ta thấy được cái con đường để giác ngộ. Bây giờ chúng con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ không biết đấy. Dạ mời Sister Minh Phương nhé. Dạ con kính thỉnh đại đức tuệ đức và dạ, kính thỉnh đại đức tuệ đức trước máy không cho con một tín hiệu. Con kính thỉnh đại đức lên ôn bài, kính mời cô tu nữ tự duyên. Dạ kính mời quý vị nha. Dạ con kính mời sư. Dạ con xin sám hối.
Xích Minh Phương mời cũng tình là Đức Tuệ Đức, chắc là Đức Tuệ Đức cũng có trước mai sẵn đồng diễn đồng có thể trả lời. Nam mô Phật Tha, mô Tham Ma, gia Nam mô Sẵn Kha, gia kính ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 182 tại viện của ai kể. Cảm ơn đạo tràng cho biết nghe. Chị cho manusa pati la po kiết chăng mắc chăn a chi vi tăng kiết chăng sát tham ma sa hoa năng kiết cho bút tha năng u pa đô kiết cho manusa pati la po kiết chăng mắc chăn a chi vi tăng kiết chăng sát tham ma sa hoa năng kiết cho bút tha năng u pa đô. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Bản dịch của ngài Minh Châu. Hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vì Phật trần hồng đản sanh. Bản phổ thơ của ngài Dĩ Đức. Nam mô Phật Tha, dạ còn xin được xuống ích. Mới mà xích ạ. Trời, mắt đeo kịp. Mời Quang Thanh tiếp theo nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 182. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Thanh Hà đã bắt bài. Kích chô manut sabati la phô kích chẳng mách chà na chỉ quy tăng kích chẳng sát thầm phát sa hoa năng kích chô bút thang úp ba đồ kích chô manut sabati la phô kích chẳng mách chà na chỉ quy tăng kích chẳng sát thầm mát xa hoa năng kích chỗ bút thà năng úp ba đô. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh chỗ manun xa ba thi la phô kinh chẳng mạnh cha na chi quý tăng kinh chẳng sát thăm mà xa quá năng kinh cho bút ta nàng ô ba đô kinh cho ma nốt xa ba ti la phô kịch chăng mãnh cha na quy chi tăng kịch chăng sát thăm man sa hoa năng kịch cho bồ tha năng ô ba đô. Giọng của con hôm nay nó hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật trần hồng đản sanh. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn Quang Thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào tất cả
quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Bây giờ thì Yên xin ôn bài. Chô manu sapati la pho kicham machani chivitang kicham sap tham masawanang kicho buddhanam kicho buddhanang upado kicho manu sapati la pho kicham machani chivitang kích chăm sa tham mắt sao qua năng kích cho bút tha năng ấp ba đồ kích cho mân nô sắp bát tí la phô kích chăm mắt cha na chi vi tăng kích chăm sa tham mắt sao qua năng kích cho bút tha năng ốp ba đồ. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Hòa Thượng Thích Minh Châu: hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật Trần Hồng Đản Sinh. Phổ Tổ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bút Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Nhẫn, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức ạ. Con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin được kệ câu Pháp Cú 182 ạ. Dạ. Kịch chô ma nút sa ba ti la po kích chăng mạch cha na chi huy tăng kích chăng sát tham mà sa hoa năng kích chô bút tha năng u ba đồ. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: hiếm thay sanh được làm người, hiếm thay sống được một đời lành trong, hiếm thay nghe pháp chánh tông, hiếm thay vị Phật Trần Hồng Đản Sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con đã kệ và đọc xong, con xin mic mời một vị khác ạ. Dạ, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 182. Kicho manusa pati palabo kiếp chăng mát cha ná chi quý tăng kiếp chăng sắc thâm mát xá quá năng kiếp cho bút tha năng úp ba đô kiếp cho má nút xá phá tí la bồ kiếp chăng mát cha ná chi quý tăng kiếp chăng sắc thâm mát xá quá năng kiếp cho bút tha năng ốc ba đô. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: hiếm thai sanh được làm người, hiếm thai sống được một đời lành trong, hiếm thai nghe chánh pháp chánh, hiếm thai nghe pháp chánh tông, hiếm thai vị Phật Trần Hồng Đản Sinh.
bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tị Nữ, Đại Đức Tị Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tị Diên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 182. Kicchō manu sambhatilabho kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang sattham ma sāvanaṃ kicchō buddha naṃ uppamādo kicchō manu sambhatilabho kicchang cha na jīvitaṃ chẳng sát thăm mà xa vã năng kính cho bút tha nặng ba đô. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe dự pháp, khó thai Phật ra đời. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hiến thai sanh được làm người, hiến thai sống được một đời lành trong, hiến thai nghe pháp chánh tông, hiến thai vị Phật trần hồng đảng sanh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Kim Quá Sa Na đã bất bài ạ. Xin mời Sít Chi Na ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 182. Kicchō manussabbatibbhavo kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kicchō manussabbatibbhavo kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Hiếm thai sanh được làm người, hiếm thai sống được một đời lành trong, hiếm thai nghe pháp chánh tông, hiếm thai vị Phật trần hồng đản sinh. Của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thủ Sistina, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 182. Kicchō manussabbatilabho kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Kicchō manussabbatilabho kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Kicchō manussabbatilabho kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kicchō manussabbatilabho kicchang macchā na jīvitaṃ kicchang saddham massavanaṃ kicchō buddhānaṃ uppamādo. Hiếm thai sanh được làm người, hiếm thai sống được một đời lành trong, hiếm thai nghe pháp chánh tông, hiếm thai vị Phật trần hồng đản sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ, em kính mời cô tu nữ Nhiên Pháp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Rạng Đông. Vinh Quá Thanh Á ơi, Vinh ôn bài chưa? Xin mời bàn tay của Vinh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh. Thượng Huynh bao chót mà bữa nay Rạng Đông bao chót nên Như Pháp Thượng Huynh chưa ôn bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Thành. Đại đức tệ nhẫn, đại đức tệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ tỷ duyên. Dạ, cảm ơn A Kim. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tệ nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp kinh số 182. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ tỷ duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới nên con xin phép không có ôn bài. Dạ, cảm ơn Vinh Hoa Tha Ná đã cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ nhận giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha ha sa. Phạm Thiên Vận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đẳng vương lộc gia, ngài dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử. Có năm thầy thinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn toàn. Một lòng trăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí rẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh cung thịnh đại đức Minh Mẫn. Dạ, con xin sám hối đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 183. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã vô dư niết bàn thanh tịnh. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, đã thuyết ra những ai có được duyên lành nghe và thực hành theo chánh pháp chắc chắn
sẽ đóng cửa sanh tử luân hồi và giải thoát khỏi mọi khổ đau. Chư tăng đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã thực hành con đường chánh pháp, các ngài cũng đã chứng đắc được niết bàn vô thượng. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và thành tựu ba la mật, cũng liễu ngộ tứ thánh đế và chứng đắc tứ thánh đạo ngay trong kiếp sống này. Với phước báo thanh cao này, kính chia đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, và kính chia đến tất cả chư thiên, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, và nhất là phước báo này chia đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử tùy hỷ phước báo thanh cao này để được nghe dược pháp và sớm nếu chi được tứ thánh đế, xứng đáng là con của ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? À, dạ tốt quá. Quá khứ cũng chỉ đó là muôn vàng những cái được thấy, và cái thấy cũng đã diệt đi. Tương lai cũng chỉ có vô vàng những cái sát la của thấy, và đối tượng thị giác cũng lại diệt đi. Đối tượng thị giác không phải là ai cả, không phải là đàn bà, đàn ông, không phải là con người, không phải là chó, là mèo, không phải là cái chi chi cả. Nếu chúng chỉ là một sắc pháp, chúng không biết nói, không biết cười, không biết buồn, không biết vui. Và cái thấy chỉ thấy chúng trong sắc la hiện tại và rồi cũng biến mất. Tương lai dầu có xa xôi và gọi đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là khoảnh khắc của cái thấy, vô vàng những cái được thấy và cái thấy sanh khởi và diệt đi. Quá khứ cũng đã vô vàng những cái được nghe và âm thanh đã diệt đi. Tương lai cũng chỉ có vô vàng những âm thanh và cái nghe sanh khởi. Cái nghe kinh nghiệm âm thanh, và âm thanh thì cũng không phải là đàn bà, đàn ông, không phải là cái chi chi cả. Âm thanh chỉ là một pháp hữu vi. Chúng luôn luôn vô thường. Và tương lai cũng không có một con người nào cả, tương lai cũng không có ai nghe cả, mà chỉ có cái nghe sanh khởi theo duyên của chúng với đối tượng của chúng và rồi diệt đi. Quá khứ cũng chỉ có vô vàng những cái ngửi và mùi. Mùi cũng không phải là con người, không phải đàn bà, đàn ông, không phải là cái chi chi cả. Quá khứ cũng chỉ là cái ngửi mùi và rồi chúng diệt đi. Và tương lai cũng không có gì khác hơn thế nữa, tương lai cũng chỉ là cái mùi và cái ngửi mùi. Cái ngửi mùi biết cái mùi thì không biết chi hết, và rồi thì chúng cũng lại diệt đi theo nhân duyên của chúng. Và quá khứ cũng chỉ là vị và cái đếm vị, và đã vô lượng những cái lếm vị đã diệt đi mà không hề được hiểu biết, và chúng sanh đã mê lầm chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng thực tế chúng chỉ là những sát la, những thực tại hữu vi vô thường. Ở tương lai cũng chỉ là những cái mùi và chỉ là những cái vị và cái lếm vị, và rồi sanh khởi và rồi diệt đi theo hình thức này hay hình thức khác. Và quá khứ cũng có chỉ có vô vàng những cái xúc chạm cũng đã diệt đi rồi, và những cái cứng mềm nóng lạnh đã trôi qua. Và tương lai thì cũng chỉ có vô vàng những cái xúc chạm cứng là mềm nóng lạnh. Trong nóng thì không có con người nào lạnh, cũng không có con người nào lạnh cả. Nóng lạnh là một pháp hữu vi, là vô tri vô giác. Chúng không phải là đàn ông đàn bà, không phải là vợ con, không phải là chồng của ai đó. Chúng chỉ là các thực tại hữu vi do duyên sanh và rồi diệt đi hoàn toàn trong từng khoảnh khắc. Quá khứ cũng chỉ là xúc chạm, chỉ là thấy nghe, chỉ là ngửi nếm. Tương lai cũng chỉ là thấy nghe, ngửi nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Suy nghĩ thì cũng không phải là ai đó suy nghĩ, và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Và quá khứ cũng chỉ là những sắc la của cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc. Chúng cũng đã vô thường, và tương lai chúng sanh khởi, chúng lại vô thường nữa, và chúng cứ tiếp diễn như vậy, lối từ đời này qua đời khác, từ sát la này qua sát la khác. Chỉ khi nào có minh sanh khởi thì sẽ đoạn diệt nhàm chán đối với chúng và thoát ly khỏi chúng. Còn nếu như không có minh
thì con đường đó là tiếp diễn với con đường vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên già, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết sầu bi khổ u ai. Đó là cái tiến trình của sanh tử luân hồi, chúng thật là rỗng không, thật là vô nghĩa, thật là tai họa. Bất cứ ai còn ước muốn về thân năm uẩn thì đều đi vào lãnh vực của ác ma. Như vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ về đây là khổ uẩn. Nếu khi nhìn thấy con mình đây là một đống khổ uẩn, nhìn thấy vợ mình đây là một đống khổ uẩn, nhìn thấy cái thân thể này đây chỉ là một đống khổ uẩn, khi nào chúng ta luôn luôn được nhớ, được biết về các cái pháp này là như vậy, thì con đường sanh tử sẽ được dừng lại với thánh trí tuệ mà Đức Phật dạy, với bốn thánh đế. Đừng có bỏ lỡ cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm trong đời sống hàng ngày. Và vô minh rất gần ở đây, và chúng đã bao trùm cái thế giới này sau những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, mà chúng ta bị trôi đi không có tỉnh giác, và đã nhớ và đã ôm ấp những cái hình ảnh, những cái bào ảnh của chúng, và cho rằng thế giới này rất là đông người, rất là hội họp, nhưng thực tế chúng luôn luôn tan rã như là khoảnh khắc thấy rất là cô đơn và rồi diệt đi. Nghe cũng vậy, cái nghe chỉ là một sắc la. Như vậy thì chúng ta thấy không có một ai ở trên đời này cả, mà chỉ có các pháp hữu vi. Như vậy thì pháp vô ký cũng đang ở đây, pháp quả cũng đang ở đây, pháp bất thiện cũng đang ở đây, pháp thiện cũng đang ở đây mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng các pháp nó đang hiện khởi rất là thiết thực trong đời sống. Như vậy Đức Phật không có dạy chúng ta đi ra ngoài những cái thực tại này để giác ngộ. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Khi nào chánh niệm về tứ niệm xứ là không bỏ qua những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi là chúng ta ăn, uống, nhai, nếm, tất cả những cái thứ đó, dần dần chúng ta sẽ thấy ra được sự thật của chúng là hoàn toàn không có một ai, không có một cái con người nào ở trong bất cứ đâu cả. Hoàn toàn là tính chất vô ngã sanh khởi do duyên của chúng. Chứ không có ngoài những cái gì là thực hiện giờ ha. Vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ đời sống của chúng ta chính là đời sống của pháp, nhưng mà chúng ta quên mất pháp và chúng ta nhớ về những khái niệm. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái bài học này ha, đi vào cái bài học của 183 này. Bài kinh Pháp Cú số 183 chúng con xin đọc một lần ạ. Sappa papassa akaranang kusanassa upasambada sacitta pariyo dappadang etang buddhana sasanang. Nghĩa việc được Ngài Chánh Thân là dịch là sự không làm mọi việc ác, sự thành tựu việc lành, sự thâm lọc tâm của mình. Điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Như vậy thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi rằng là liệu rằng là chúng ta có thể làm thành tựu được các cái việc lành được không? Liệu rằng chúng ta không làm điều ác được không? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó. Như vậy muốn không làm được điều ác, muốn không làm được điều lành, muốn không làm điều ác mà muốn thành tựu những cái hạnh lành, thì trước hết chúng ta phải biết rõ được thế nào là ác và thế nào là thiện, và thế nào là thành tựu điều lành. Thành tựu điều lành ở đây không hẳn là những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra như lệnh, hay là những cái phước báo để cho đời sau. Điều đó không có kết thúc được
việc ác. Mà điều lành ở đây mà Đức Phật dạy chính là con đường tứ thánh đế và con đường tứ niệm xứ. Cái con đường này mới có thể chấm dứt toàn bộ và làm cho tâm hoàn toàn trong sạch, không còn bóng dáng của vô minh nữa. Và con đường bát chánh đạo. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng con đường của chúng ta đi còn rất là dài, và nó dài thâm thẳm. Nhưng mà khi nào, chỉ khi chúng ta nhận biết được các cái thực tại trong đời sống hàng ngày nó là pháp vô ngã, thì bắt đầu chúng ta mới thấy được, dần dần chúng ta mới thấy à, đây mới là Đức Phật, đây mới là chánh, đây mới là sự kết thúc. Khi nào mà chúng ta còn mơ hồ về những cái pháp trong đời sống hàng ngày thì tất cả những cái người đi vào những cái con đường đó, kể cả đang đi trên cái chánh pháp của Đức Phật mà chưa nhận ra được cái điều đó, thì không thể nào thành tựu được những cái hạnh lành, thành tựu được cái việc làm thực sự, đó chính là sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta có thể, tâm của chúng ta nó có thể tưởng về mọi cái thế giới rất là tươi đẹp, hão huyền. Nhưng mà thực sự cái mà giác ngộ thì nó lại ở sát ngay chúng ta mà thôi. Chỉ là những yếu tố của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, của căng, của trùng, của mùi, của vị, của màu. Những cái điều này nó mới nói lên là các cái pháp hữu vi này không đáng để tham chấp, không đáng bám víu, không đáng để có nó thêm nữa, không đáng để tạo ra những cái nhân duyên tụ hội cho chúng. Bây giờ đây thì đang có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, phải không? Nhưng mà chúng ta đã hoàn toàn không rõ biết về đường lối hoạt động của chúng. Do vậy, chúng rất là sâu kín, phải không ạ? Vô minh cũng đang gì? Đang hoạt động trong cái vùng rất là sâu kín. Mà trí tuệ cũng đang hoạt động trong cái vùng rất là kín đáo của chúng. Do vậy, chúng ta cần phải nghe chánh pháp thật là nhiều về những cái khoảnh khắc của hiện tại này, để tâm của chúng ta không bị đánh lừa bởi các câu chuyện, bởi cái sự phù phiếm của những cái thế giới tưởng tượng, những cái thế giới văn chương, mà chúng ta phải đi vào những cái thực tánh, thực tại của những cái pháp hữu vi này, để thấy chúng thật sự là rỗng không, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì lúc đó chúng ta mới thành tựu được cái việc lành tối thượng nhất ở cái câu kệ này chính là gì? Chính là A La Hán thánh đạo thánh quả. Vì chỉ có tâm cuối cùng của tâm đạo mới diệt trừ hoàn toàn được vô minh mà thôi. Còn phàm phu của chúng ta thì sao? Không cần phải làm, không cần phải tu tập thì cái việc làm việc ác nó đã có sẵn ở trong tâm rồi. Nó đã cái tiến trình của nó là nó có duyên sanh là từ vô thủy rồi. Cái con đường bát chánh đạo là cái con đường tối thượng mà Đức Phật đã lương vào ngũ uẩn này, Đức Phật đã khám phá ngũ uẩn và Đức Phật đã thấy được cái sự hoạt động ngấm ngầm
vô minh ở trong đó, và Ngài loại bỏ hoàn toàn vô minh đối với cái thiện, cái bất thiện, với cái ngũ uẩn này, và Ngài không cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Ngài thấy được bản thể thật của chúng. Nên chúng không có một cái mầm mống nào để mà chúng có thể lương gá vào đâu được nữa để mà kết lên những cái ngũ uẩn cho đời sau nữa. Thì cái chỗ này là cái thành tựu cái việc lành, thanh lọc tâm của mình. Thì điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Vậy những ai đi trên cái con đường mà Đức Phật dạy, thì người đó phải xác định rằng chỉ khi nào đạt được Phật quả, tức là A-la-hán quả, thì mới trọn vẹn được cái lời giáo huấn của Ngài. Vậy muốn như vậy thì chúng ta phải đi được đúng cái con đường, đúng cái con đường bát chánh, cái con đường tứ niệm xứ. Mà cái con đường tứ niệm xứ nó từ đâu? Nó phải là ngay sát la hiện tại này. Tất cả những cái gì, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của quá khứ, chúng đã hoàn toàn diệt đi rồi. Chúng không còn là đối tượng của trí tuệ nữa. Và tương lai thì tất cả những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của tương lai chúng chưa có đến. Nhưng mà chắc chắn rồi, chúng cũng lại sanh với nhân duyên của chúng, cũng không đáng để bám víu vào. Như vậy tương lai cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm như là khoảnh khắc này mà thôi. Vậy thì khoảnh khắc này không được biết, không được hiểu, thì chúng đã bị vô minh một lần nữa, và lại là một tiền đề cho một sát la tiếp theo với cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng của ngày mai cũng lại bị vô minh và tham ái che đậy. Đó chính là cái sự che lấp của chúng. Như vậy chúng ta thấy vô minh không ở đâu xa cả, ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày. Vậy thì minh ở đâu? Minh cũng ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày mà thôi. Vậy chúng ta cần phải biết cái điều đó. Vậy thì sao? Vậy khi thấy cần phải có chánh niệm về cái thấy, cái được thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi xúc, khi chạm. Và thấy được rằng là khoảnh khắc nghe này là duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Khoảnh khắc nghe này không phải là khoảnh khắc nghe của ngày hôm qua, không phải là khoảnh khắc nghe của trước đó, cũng không phải là khoảnh khắc nghe của ngày mai. Chúng chỉ là một khoảnh khắc nghe với duyên của chúng ở ngay đây và bây giờ, và diệt đi hoàn toàn. Chúng không bao giờ sanh trở lại nữa. Như vậy quá khứ không có tôi, tương lai cũng không có tôi nghe, và quá khứ, cái nghe của quá khứ cũng không phải đến ở cái quá, cái nghe này. Cái nghe này cũng không đi đến cái nghe của ngày mai. Tất cả mọi khoảnh khắc chỉ là một khoảnh khắc duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng sanh khởi bởi duyên riêng của chúng và rồi diệt đi hoàn toàn. Chúng không bao giờ quay trở lại, và chúng cũng không bao giờ đem đến tương lai. Do vậy tương lai là cái nghe của tương lai. Quá khứ đã là cái nghe của quá khứ đã diệt đi. Hiện tại là cái nghe của hiện tại mà thôi. Và cái nghe của hiện tại chỉ là cái nghe. Không có tôi nghe, không có ai nghe. Và rồi chúng lại diệt đi. Như vậy thì cái nghe nó phụ thuộc vào duyên của nó, chính là âm thanh và nhĩ căn và nghiệp. Nếu không có âm thanh, không có nhĩ căn, không có nghiệp, ví dụ như chúng ta không có cái nghiệp được nghe pháp, chánh pháp của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không nghe, chúng ta không nghe lời những cái âm thanh mà sư hoặc là chúng ta đang nói chuyện ở đây. Như vậy thì tất cả mọi pháp đó chỉ tùy thuận vào duyên riêng của chúng, không có một ai ở trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong bất cứ mọi trường hợp nào. Do vậy thì có đáng để mong cầu có cái nghe nữa không?
các bạn không mong cầu thì ngày mai cũng có cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, bởi vì nó chỉ có nhiêu đó pháp nó sanh thôi. Nó không thể nào mà nó vượt ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm cả, là suy nghĩ cả. Để chúng ta cần phải biết, nếu mà khi mà chúng ta biết như vậy thì dần dần chúng ta sẽ thanh lọc được tâm của mình, chúng ta sẽ thành tựu được các việc lành. Việc lành tốt nhất là gì? Là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Việc lành tốt nhất là gì? Là ly tham, là bất động, là gì nữa? Là giải thoát khỏi ngũ uẩn, không có bị chìm đắm trong sanh già, đau chết, sầu bi khổ ai nữa. Đó chính là lời giáo huấn của chư Phật. Sapa passa akaranang là cái sự không làm mọi điều ác. Không làm mọi điều ác này khó lắm. Không làm mọi điều ác này phải là con đường chánh niệm về tứ niệm xứ. Tại sao vậy? Bởi vì tứ niệm xứ nó cho bạn cái hứng thú về thực tại, và lúc nào bạn cũng hiện diện với thực tại, tức là cái sự tỉnh thức. Nên là cái tham sân si này nó không có qua mặt được. Nó không có qua mặt được. Nó vừa nhóm lên cái là cái chánh niệm tỉnh giác này, nó có cái mãnh lực, nó hứng thú với thực tại này, nó biết rõ, nó thấu rõ rồi. Nên là các cái phiền não này chúng không có cơ hội để đánh lừa nó nữa. Thì mọi cái điều ác nó không thể phát xuất ra thân khẩu được nữa. Cùng nắm nó vừa khởi lên ý là đã được diệt tận nó rồi. Chứ còn mà không có cái con đường tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy đó thì không có cách nào mà thành tựu được ha, không làm mọi điều ác được. Do vậy là con đường bát chánh này là con đường tối thượng, mà con đường này nó không phải làm cái gì cả, thưa quý vị, nó rất là đặc biệt. Con đường này mà chúng ta làm một cái gì đó là nó sai hoàn toàn. Con đường này là chỉ sao? Là thông dâm tự tại, nghe pháp và nhận diện chúng như chúng đang là vậy thôi. Con đường này nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt như vậy đó, nên nó là trung đạo. Nên là con đường của chúng ta nó đi lệch tùm lum mà. Nó thích làm cái này, nó ngăn ngừa cái kia, nó chặn đứng cái nọ, nó mong mỏi cái khác. Đó là cái con đường phi đạo. Đó là con đường phi đạo. Như vậy chúng ta thấy rất là khó, không phải là dễ dàng đi trên con đường trung đạo được đâu, mặc dầu chúng ta được nghe chánh pháp, nhưng mà rất 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 là khó. Ở tiếp theo là cái từ sapapavassa, thì chúng ta biết là sapa là tất cả hay là mọi thứ, còn papa là những cái điều ác việc ác. Điều ác việc ác ở đây gồm có ý ác, thân ác và khẩu ác, 10 cái nghiệp bất thiện. Rồi sắp bá là tất cả hay là mọi thứ, nó là một tính từ. Ba bá là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái điều ác, việc ác. Điều ác, việc ác ở đây là gì? Là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai nửa, nói đâm thọc, nói những cái điều, những cái pháp mà làm cho người nghe phát khởi lên tà kiến. Đó. Rồi akarana là một cái danh từ trung tánh chia theo chủ cấp là sự không làm. Sự không làm. Sự không làm ở đây là gì? Rất là đặc biệt. Sự không làm ở đây là cái người này đã thấy quá rõ những cái điều bất thiện này, nó thật là vô nghĩa và nó thật là vô lý, và nó đem đến những cái mà đau khổ mình mà đau khổ người, mà nó không đem lại cái gì cho cái hiện tại và cái tương lai mà nó tốt đẹp cả. Mà nó chỉ làm phiền, nó lại làm phiền tiếp theo, nó lại trở lại làm phiền cái tâm cấu uế phiền não nó trở lại mà thôi. Thì cái trí tuệ nó thấy rõ như vậy, nó thấy rõ từ bên trong như vậy, nên là nó buông, nó buông những cái người ta nói, người ta chửi, người ta khen, người ta chê, người ta gì đó, nó buông cái đó ra, hiểu không? Nó buông cái đó, nó buông cái đó lên, nó biết cái đó là cái mà nó sanh ra những cái điều ác đó, nên là cái người trí người ta hiểu, người ta buông, buông cái điều đó. Sự không làm.
Cái từ cá đá ná là cái căn cá, còn mấy á ná là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái việc làm. Việc làm ở đây là cái hành động qua thân, qua khẩu ha, qua thân, qua khẩu. Như vậy thì chúng ta thấy nè, việc ác á, mà nó thành đạo, đạo lộ á, để đi tái sanh á, thì nó phải qua thân và qua khẩu. Chứ mà ý mới nghĩ, nghĩ ác thôi thì nó chưa thành nghiệp đạo, mới nó mới là nghiệp, nó mới là nghiệp bất thiện, nhưng mà nó chưa trở thành cái nghiệp đạo cho nó tái sanh. Nhưng mà đặc biệt cái ý nghiệp mà nó có trí rồi đó, thì cái ý nghiệp đó, khi mà cái trí đó mà nó sanh ở trong ý nghiệp thì nó lại rất là đặc biệt, nó lại cho quả tái sanh mãnh liệt hơn là cái khẩu và cái thân. Như vậy chúng ta thấy đơn cử như chúng ta tu thiền, cái ý nghĩa, cái khẩu nghiệp và thân nghiệp nó gì, nó không có hoạt, nhưng mà cái ý nghiệp nó hoạt động rất là mạnh, nó tạo ra cái thức tái sanh cho các cái cõi phạm thiên, à, thấy không? Đó thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Cái từ cú xá ná xá upasa Sambada là cái sự thành tựu việc lành. Sự thành tựu việc lành. Việc lành ở đây là gì? Là thành tựu việc lành đây là thành tựu những cái thân khẩu ý chọn lành, rồi thành tựu những cái phước, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu tri kiến, thành tựu giải thoát, đó là thành tựu những cái việc lành. Cú-sa-na-sa là một cái danh từ trung tánh chia theo, đó là một tính từ, thuộc danh từ trung tánh chia theo sở thuộc cách là của việc lành, việc thiện. Việc lành, việc thiện ở đây gồm có bao nhiêu? Gồm có 21, trong đó thì có bao nhiêu? À quên, đúng rồi, 21, tức là 9 việc, 8 việc thiện của dục giới, phải không ạ? 5 thiện của sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 4 thiện siêu thế. Vậy nó chỉ có 21 cái việc thiện thôi. Như vậy nè, cái hy hữu nhất là chúng ta sanh ra con của Đức Phật ấy, thì chúng ta có thể làm được 4 cái việc thiện, đó là 4 cái việc thánh. Và như vậy con của Phật phải làm được 4 cái việc thánh này. Tức là đương vào lời dạy của Đức Phật và phát triển tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ làm được 4 cái việc thiện của bậc thánh nhân, đó là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Mà chỉ có chánh pháp của Đức Phật, chỉ có lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới kết thúc tất cả mọi phiền não và thành tựu với việc lành này mà thôi. Còn chúng sanh ở ngoài kia thì chỉ thành tựu những việc lành là việc tái sợ cõi người, cõi vui một chút xíu, nhưng mà những cái ngũ ngầm, những cái lậu hoặc nó luôn luôn nó đi theo với các cái hình tái sanh. Nên là chỉ có lời dạy của Đức Phật thì mới thành tựu cái việc lành này đây. Như vậy lời Đức Phật dạy mới là cao quý. Rồi cái từ Upasambada là một cái danh từ nữ tánh chia theo chủ cách là tự thành tựu. Tự thành tựu. Như vậy ai đi trên con đường tứ niệm xứ này là người đó tự thành tựu. Tự thành tựu. Việc trau dồi, việc chuyên tâm, cần mẫn. Tiếp đầu ngữ Upa là gần, tiếp đầu ngữ là cùng hoàn toàn. Căn pát là đi đến. Từ sát là một cái tính từ chỉ cho chính mình hay là với mình. Chính mình với mình ở đây là gì? Là các hành động thiện, là các tâm thiện, là con đường. Hay là chính mình ở đây là con đường bát chánh, được gọi là chính mình. Chitta là một danh từ trung tánh chỉ cho tâm. Pariyodhapana là một cái danh từ trung tánh chỉ cho sự thanh lọc. Cái gì thanh lọc thưa quý vị? Chúng ta phải hiểu cái gì thanh lọc.
ngoài trí tuệ ra không có một pháp nào thanh lọc được phiền não. Nhớ như vậy. Cái từ trí tuệ ở đây phải là trí tuệ tứ thánh đế, trí tuệ của tứ niệm xứ. Đó là sự thanh lọc, việc thanh tịnh. Không có một pháp nào có thể thanh lọc được các cấu nhiễm phiền ngoại trừ trí tuệ tứ thánh đế, tứ niệm xứ mà Đức Phật đã phát hiện, đã thấy, đã biết rõ. Vậy thì trí tuệ tứ niệm xứ là trí tuệ như thế nào? Tứ niệm xứ không phải là chúng ta tu tập một phương pháp, mà tứ niệm xứ ở đây tức là phát triển chánh niệm với bất cứ một cái đối tượng nào trong đời sống hàng ngày. Bất cứ cái đối tượng đó là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Mà tùy theo cái chánh niệm nó có mặt. Như vậy để chúng ta thấy được rằng là rất khó chỉ khi nào chúng ta biết rõ được chánh niệm. Mà muốn biết rõ được gì thì chúng ta phải hiểu được mọi thực tại trong đời sống hàng ngày là vô ngã. Như vậy nhưng mà cái thấy nghe người nếm lùng hàng ngày này mà chúng ta không nhắc nhở cho nhau biết về chúng chính là đầu dây mối dở, chúng cũng chính là cái đầu mối của luân hồi, và chúng cũng chính là cái nơi mà phát triển trí tuệ để chấm dứt về chúng. Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, tất cả mọi khổ đau nó đến từ cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm hết. Luân hồi nó kéo dài hay không kéo dài là nó đến từ đó, chứ nó không đến từ đâu hết. Cái từ sát là tính từ, là chính mình, chỉ chính mình. Cái sự thanh lọc ở đây là trí tuệ tứ thánh đế. Việc thanh tịnh, việc thanh tịnh. Vậy thì thanh tịnh thì nó đương nhiên là nó có hai con đường. Đó là thanh tịnh về thiền tịnh. Thiền tịnh ở đây thì nó chỉ là một cái thanh lọc tạm thời. Còn thanh lọc thực sự trong bài kinh mà dạy thanh lọc tâm, mà lọc sạch vô minh về phiền não, thì ngoại trừ con đường tứ niệm xứ tứ thánh đế ra thì không. Nên là chúng ta đến là cái chánh tri kiến là nó tối quan trọng. Nên là chúng ta phải học Phật Pháp, khi mà chúng ta thông ấy, chúng ta học một bài kệ của Đức Phật ấy, chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên nó vô cùng là vi diệu, phải không? Vậy là sự thanh lọc, việc thanh tịnh. Pari-yo-đa-pê-tí. O-đa-pê-tí. Cái từ Pari là xung quanh. Xung quanh. Xung quanh. Xung quanh mắt tai mũi nửa chúng ta thôi à. Căng đa là nâu chùi. Nâu chùi ở đây chỉ cho chánh niệm tỉnh giác. Ê tăng bút tha na sa sạc năng. Điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Điều này là lời giáo huấn của chư Phật. Ê tăng ê tá là một cái đại từ trung tánh chia theo chủ cách. Điều này. Điều này. Điều này tức là gì? Điều này tức là Đức Phật ấn định chỉ cho. Bút tha ná, bút thá, danh từ năm tánh chia theo sở thuộc cách số nhiều là của chư Phật. Tức là điều này là của chư Phật. Chư Phật là gì? Là bậc đã giác ngộ rồi, đã đi trên con đường đó rồi, đã thực sự thanh lọc được chúng rồi. Và các ngươi đi trên con đường này đã vô lượng các bậc thánh nhân thực ứng, thực thấy, thực biết, thực giải thoát rồi. Không thể nào khác hơn được. Bút là sự hiểu biết, là sự giác ngộ. Như vậy Ngài thấy được con đường này là thành tựu. Thành tựu được các cái việc làm. Và thành tựu cái việc làm rồi. Này là cái việc làm này là việc làm mãi không bao giờ tâm trở thành cấu quế được nữa. Bởi vì chấm dứt sanh tử, vô dư niết bàn thì đâu còn phát sanh lên sự sanh tử. Sa năng, cái căn sa nè, còn mấy á ná là một danh từ trung tánh chia theo chủ cách là lời giáo huấn của chư Phật.
Lời giáo huấn của chư Phật. Lời giáo huấn của chư Phật nó khác với lời của phàm phu là gì? Là lời giáo huấn của Ngài là lời giáo huấn của tuệ giác, của thực chứng, của đức hạnh tuyệt hảo, của các căn được thanh tịnh hoàn toàn, đã được thử nghiệm qua những bước đi thăng trầm 40 năm năm Ngài hoằng pháp trên khắp xứ Ấn Độ. Ngài không bao giờ có người theo dõi Ngài 5 năm, 7 năm, cho đến cả đời cũng không bao giờ thấy Ngài còn có những cái tâm sân hận, tâm ác dục, tâm si mê. Điều đó là không thể xảy ra. Bởi vì cái đạo lộ bát chánh này đã là như vậy. Đó là cái đạo lộ là như vậy, chứ không phải là Ngài sáng tác ra chúng, mà do Ngài bước đi trên cái đạo lộ đó lên. Cái đạo lộ đó thanh lọc tâm, hoàn toàn thanh tịnh. Và sau đó thì các đệ tử của Ngài, như Ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, những người cư sĩ đều thực hành đi trên con đường và giáo huấn của Ngài, đều đã đạt tới cái sự tuyệt hảo đó, tâm đều được thanh tịnh cả. Do vậy mà lời giáo huấn của Ngài là quá khứ, hiện tại, vị lai đều như chân như thật. Và ở đây thì Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Vậy không làm mọi điều ác khó không thưa quý vị? Cực kỳ khó. Như vậy ở đây Ngài không biểu chúng ta là không phải không làm mọi điều ác, tức là chúng ta chạy trốn hay là chúng ta làm một cái gì đó, mà Ngài dạy cho chúng ta cái con đường chánh đạo này để phát hiện ra tất cả các pháp hữu vi này là vô thường. Ngay kể cả cái thiện này cũng không đáng để bám víu, để cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và thấy ra được các cái bất thiện này, chúng có duyên để sanh và chúng cũng do duyên mà diệt. Và người trí thấy cái duyên diệt của chúng, nhàm chán ly tham đối với chúng, thấy chúng thật là vô nghĩa, thật là không lợi ích, thật là kẻ ác độc. Nên là vị đó gì? Nhàm chán ly tham đối với chúng, đó là không làm mọi điều ác. Một người mà đã nhàm chán cái cô gái đó hả? Đã thấy hết những cái sự xấu xa bẩn thỉu, những cái sự độc ác của cô, tàn bạo của cô, không còn một cái ý nghĩa gì cả. Thì người đó nhàm chán chạy xa, xa thật là xa. Thì cũng vậy, người trí thấy tất cả các loại phiền não bất thiện, thấy tường tận chúng là như vậy đó. Thì đây là cái con đường gì? Đó là không làm mọi điều ác. Chứ không phải là cái không ở đây, tức là chúng ta chặn đứng cái này hay cái kia. Mà ở đây là chúng ta hiểu biết dần dần, thấy cái sự vô nghĩa của chúng. Và dần dần thấy được rằng là hằng ngày chúng ta cứ phải phục vụ lương nhờ, phục vụ, và chúng ta cứ phải phục vụ những cái phiền não này, và cứ cho cái thế giới này là vợ chồng con cái, để chúng ta phải sống nương chiều, chúng ta sống với những cái tà pháp này đó. Có phải là hàng ngày chúng ta sống toàn nương chiều trong cái tà pháp không? Mỗi khi nè nghĩ đây là vợ tôi, con tôi, người vợ này đang nói như này, lúc đó tà pháp nó vào rồi. Còn khi mà ta thấy đây chỉ là pháp, đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là âm thanh, nếu mà chúng ta nhắc nhở tâm mình thường xuyên như vậy, cái chánh chi kiến một thời gian nó đủ cái sức lớn mạnh lên rồi, thì chúng ta mới thấy được lợi ích của chánh pháp là như thế nào. Chánh pháp là như thế nào? Và chúng ta học thì học chánh pháp vậy đó, nhưng mà chúng ta sống là sống đương theo tà pháp.
nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm. Ngay kể cả là xin lỗi là các chư tăng sư ở trong chùa cũng vậy thôi, chúng ta sống là lương phiền não cả một đống với nhau, chứ không khi nào chúng ta sống được độc lập với chánh chi kiến, với con đường bát chánh đạo này. Do vậy là Đức Phật dạy sao cái người mà càng ngày cái chánh chi kiến càng mạnh, hoặc càng ngày càng đi tới cái sự độc cư thanh vắng an tịnh, phải không? Bản chất của pháp mà chúng ta đi trên cái con đường nó phải là như vậy đó. Chứ nghĩ chúng ta nói thì nó rất là nói đã khó rồi, phải không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta thấy đa phần là chúng ta sống là lương theo phiền não hết. Chủ tham cột chặt chúng ta vào các cái đối tượng hết. Chúng ta sống là vì sao? Vì thương, vì ghét này, vì giận này, vì sợ hãi này, đúng không? Vì vô minh đủ thứ hết. Thì biểu làm sao mà không làm điều ác được, phải không ạ? Không làm điều ác được. Vậy không làm mọi điều ác ở đây không phải là chúng ta ngăn chặn hay là cấm đoán một cái gì đó, mà chúng ta hiểu ra tất cả những cái pháp hữu vi này, từ thô đến tế, đều là thiện cỡ nào chăng nữa, nó cũng có mang bản chất là vô thường, khổ và vô ngã. Trí tuệ cũng không phải là của mình, cũng không có gì đáng để bám víu vào cả. Bám víu vào cái trí tuệ, cái hiểu biết của ngày hôm qua thì là một cái vô minh nữa rồi. Và mong mỏi ngày mai tôi này có trí tuệ hơn như này nữa cũng lại là vô minh nữa rồi, phải không ạ? Đó, chính cái chỗ này là chúng ta sống pháp như thế nào, chúng ta cứ từng ghi nhận từng chút một, hiểu từng chút một về nó. Đây chính là không làm mọi điều ác. Khi nào chúng ta hiểu tường tận về tham thì chúng ta hết tham, hiểu tường tận về sân hết sân, hiểu tường tận về si hết si, hiểu tường tận về ganh tỳ tật đố hết ganh tỳ tật đố, hiểu tường về đối tượng thị giác thì hết tham muốn về đối tượng thị giác, hiểu tường tận về âm thanh thì không còn tham muốn âm thanh nữa. Vậy thôi. Vậy đó. Chứ còn chúng ta có cái gì để hiểu? Phải không? Sự thật thì chúng ta không hiểu, mà chúng ta chỉ thích hiểu những cái ảo tưởng, thì chắc chắn là không có cái hiểu ở đó đâu. Cái đó chẳng qua là cái biết, cái nhớ, cái tưởng nó tạo ra thôi, chứ còn cái sự hiểu biết thì nó khác biệt. Cái sự hiểu biết thì nó khác biệt. Và cái câu kệ này thì gồm có ba câu kệ. Đức Phật thuyết cái bài pháp này gồm có ba câu kệ. Và Ngài nói lên cái lời của chư Phật từ quá khứ, hiện tại và vị lai. Là Ngài dạy là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Chư Phật ở đây là chư Phật ba đời. Chư Phật ở đây là chư Phật ba đời. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng. Chúng ta không nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây không phải là nhẫn nhục với ai đó. Chúng ta không nhẫn nhục thì chúng ta không thể hiểu được cái nghe hiện giờ không phải là tôi, là của tôi. Chúng ta không nhẫn nhục thì chúng ta không thể nào nghe được cái nghe này, cái thấy này không phải là tôi, không phải là của tôi. Ngửi, nếm, xúc chạm. Chúng ta không nhẫn nhục thì chúng ta không hiểu được cái thân này không phải là tôi, phải là của tôi, không phải là từ ngã của tôi. Những người mà không nhẫn nhục thì sao? Họ không có nghe những cái từ này được. Họ không có nghe cái từ nó vừa là nó rất là thực tế, nhưng mà nó rất hô cạch, nhưng mà nó vô cùng thâm sâu này. Chớ có hiểu lầm là cái đối tượng thì giác thâm sâu. Nhớ như vậy. Tất cả chúng sanh đều chìm đắm trong đối tượng thì giác. Và cho chúng là người này, người thần linh thượng đế. Nhưng mà đối tượng thì giác thì chúng không là ai cả. Chúng rất vô thường. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh chẳng là ai cả, nhưng mà vô cùng. Có người thì sợ hãi, có người thì mắc, có người thì thương yêu, có người thì chấp thủ.
chớ có hiểu lầm như vậy. Chư Phật ra đời chỉ giác ngộ cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, và tất cả những cái pháp này Ngài đều thông hiểu rõ nó, và chúng sanh đã bị tà kiến bao phủ, che đậy và cho chúng là đủ mọi hình thức ở trên đời này mà thôi. Anh chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Xuất gia đã không phá người rồi, nhưng mà sa môn không hại người. Không hại người đây là sao? Dầu là người có hại bao nhiêu, có mất mạng, mất tay, mất chân, mất cái gì ở trên cái cuộc đời này chăng nữa, thì cũng không bao giờ có một ý nào hại chúng sanh đó. Đó là phẩm chất của bậc sa môn đó. Bậc sa môn ở đây là nói nên cái gì? Nói nên cái bậc mà đi trên con đường bát chánh, không phỉ báng phá hoại, tức là không phỉ báng một ai cả, không phá hoại, hộ trì giới căn bản. Hộ trì giới căn bản ở đây là gì? Hộ trì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải biết rõ được đâu là giới thiện, đâu là giới bất thiện mà chúng sanh từ mắt, tai, mũi, lưỡi này nè, và đâu là cái giới vô ký của nó. Thế nào là giới vô ký? Chánh niệm tỉnh giác được về nó thì mới thành tựu cái giới vô ký về nó. Không thì cứ thiện và bất thiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi mà thôi. Hộ trì giới căn bản. Ăn uống có tiết độ. Ăn uống thì có tiết độ. Ăn uống có tiết độ là sao? Biết cái vật nào nên ăn, có sức khỏe, ăn như thế nào cho đủ, ăn như thế nào đừng bị hôn trầm, ăn như thế nào có sức khỏe chứ đừng để béo mập, đừng để tham dục. Ăn uống có tiết độ. Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, tức là nghỉ ngơi những cái chỗ nhàn tịnh, rừng vắng non cao, nơi mát mẻ yên tĩnh. Chuyên chú tăng thượng tâm, tức là chuyên chú tăng thượng tâm là gì? Chuyên chú chánh niệm tỉnh giác, quan sát làm cho tâm trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Chính lời chư Phật dạy, chính lời chư Phật. Và câu kệ ngôn pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến trường não Ananda ha. Và một hôm trường não Ananda ngồi ở cái nơi cư ngụ giữa ban ngày, và tâm của Ngài khởi lên cái ý nghĩ rằng bậc đạo sư thì thường tuyên thuyết về bảy cái sự kiện của một vị Phật nè. Khi mà Ngài Bồ Tát Thọ chuẩn bị tái sanh để làm Đức Phật kiếp chót á, thì quán về cha này, tuổi cha mẹ này, thọ của mình này, rồi cây mà mình giác ngộ mình sẽ cái cây nào, rồi sau khi giác ngộ thì cái đại hội thánh tăng gồm có các cái bậc tam minh lục thông không mời mà tự tụ hội tới. Khi Ngài khởi ý đến cái ngày đó thì các ngài tự động vân du về, rồi Ngài thường nói về các vị thượng thinh văn, và Ngài nói về những cái vị đại thí chủ, nhưng mà Ngài không nói gì về cái ngày Uposatha hay là Uposatha của chư Phật quá khứ có giống như là Uposatha của Đức Thế Tôn hiện tại không, hay là có sự khác biệt gì. Thì khi mà cái ý nghĩ khởi lên đại đức Ananda như vậy thì Ngài lập tức nhớ đến Thế Tôn, và Ngài đi hỏi những cái thân, và trưởng não bèn đi đến Đức Thế Tôn, và Ngài đảnh lễ Đức Đạo Sư xong rồi thì Ngài mới trình lên cái sự suy nghĩ của mình. Thì Đức Thế Tôn mới giảng rằng chư Phật quá khứ có cái sự khác biệt về thời gian, tức là cái tuổi thọ. Khi có Đức Phật thì sanh ra thì tuổi thọ loài người rất là lớn, nhiều, còn có thì có vị thì ít, nhưng mà lời dạy thì không có sai khác được. Cái lời dạy chỉ là một con đường tứ thánh đế mà thôi. Chư Phật quá khứ có sự khác biệt về thời gian, nhưng lời dạy về thì không có sai khác được. Bậc chánh đẳng Vipassi thì có thì cử bảy năm ngày thì hành lễ Uposatha một lần, vì tuổi thọ lúc đó của loài người nó dài, vì lời giáo giới của Ngài chỉ ban trong một ngày, chỉ ban một lần thì được tồn tại cả bảy năm.
Còn bậc chánh đẳng giác Xí Khi thì đấng chánh đẳng giác Vesakphu thì cứ 6 năm ngài hành của Vô Sắc Thái một lần. Vì lời giáo giới của các ngài chỉ trong một ngày được tồn tại suốt 6 năm đối với tăng chúng ha. Còn bậc chánh đẳng giác các cú sinh thá, đấng chánh đẳng giác Konagamana, rồi cứ mỗi năm thì ngài hành của Vô Sắc Thái một lần. Lời giáo giới của ngài chỉ trong một ngày thì được tồn tại suốt một năm. Còn đấng chánh đẳng chánh giác của ngài Kassapa đó thì cứ 6 tháng thì ngài ban hành cái giáo giới một lần đến với chư tăng. Vì cái lời giáo giới trong một ngày các của ngài thì có được sự tồn tại suốt 6 tháng. Còn Đức Thế Tôn thì thuyết lên cái sự thời gian giáo giới của chư Phật quá khứ, rồi ngài cũng lại dạy rằng là còn cái ngày Ubosattha của Đấng Như Lai á, hiện tại á, thì cứ nửa tháng, tức là Ấn Độ thì cứ nửa tháng trăng tròn với tháng trăng khuyết ha. Thì chư tăng tụ hội và sám hối với nhau và tụng giới bổn để Ubosattha lần. Vì lời dạy của Như Lai chỉ trong một ngày thì được tồn tại suốt nửa tháng. Này Anda, còn tất cả lời giáo giới của chư Phật, tất cả lời giáo giới của chư Phật cho tất cả mọi chúng sanh thì đều là giống nhau, tức là không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, nhiếp bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, không phỉ báng phá hoại hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sống sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Như vậy thì ở đây qua cái bài này thì chúng ta đã thấu rõ được lời Đức Phật dạy. Đó là lời giáo giới của chư Phật hiện tại, quá khứ, vị lai cũng đều nhau cả. Và bài cái kinh này chúng con đã chia sẻ rồi, đó là cái con đường, chỉ có một con đường duy nhất để thanh tịnh cho các chúng sanh, đó là con đường tứ niệm xứ hay Bát Chánh Đạo, mà chư Phật ra đời đã thuyết giảng, đã nói lên, đã thành lại, cũng đã thành. Với phần phước báo phát sanh lên, chúng con nguyện là nhân là duyên thành tựu chánh chi kiến và thành tựu phước lành này, mong phước lành này đến chư thiên gia hộ cho con, để con tiếp tục làm một cái ngôi tam bảo ở trên Đắk Lông để cất những cái cốc bằng gỗ ở cho chư tăng tập ở trong những cái đồi rất là mát mẻ. Và phước lành này con nguyện thành tựu chi kiến chứng đắc thánh đế thánh tạo, xứng đáng là con của ngài ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp này. Phước lành này kính chia đến tất cả, kính dâng đến tất cả đức tăng, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền của bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Đại Quỷ Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Và kính chi phước này đến cả quý cô chư Phật tử ở gần ở xa, mong cho tất cả quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để đồng tiến tu và sớm liễu chi được tướng đế, sớm chứng đắc được đạo quả và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Thà Ya. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh thuận tọa minh hạnh chúc con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thuận tọa minh hạnh.